Hello, xin chào cô chú chị các bạn đến buổi trình ngày hôm nay nha. Hôm nay em có cập nhật một con bò cái tơ nha, con bò cái tơ Angus nha. Con bò được 7 tháng rồi cô chú anh chị, con bò Angus thì được 7 tháng rồi nha. Con bò này thì cũng yếm này, hỏi cái nó luôn cô chị bầu trụ luôn nha. Nè, chân móng nè, chân trước nè, chân sau nè, bò này móng sòn luôn chú anh chị. Nè, gúng thì chiền lên tới yếm luôn cô chú anh chị, rất là đẹp luôn nha, gúng yếm là thật nha. Nè, cô chú anh chị nhìn thấy không? Cực kỳ không. Con bò Angus này sao sinh khu em đo là 1m1 luôn chú anh chị. Sao sinh khu nó là 1m1 nha. Con xin lỗi đợi em chút xíu nha. Khu em đo là 1m1 của chú anh chị, 1m1 nha. Con bò này cũng yếm là bài bản của chú anh chị nha. Đầu đầu trụ luôn nha. Nè. Chân móng là hoàn thiện nha, không có ốp xe, không có cúng vuông hết nha. Bò này làm bao tật lỗi nè. Đúng chuyện lên tới yếm luôn nha, rất là tốt luôn. Con bò này có mức giá là 13 triệu nha cô chú anh chị, 13 triệu em bao ship vòng 100 cây nha. 13 triệu. Con bò Angus này được 7 tháng rồi nha, rất là tốt luôn. Lông da rất là dễ cô chú anh chị ơi. Qua nè, cô chú anh chị nhìn thấy con qua rất là to luôn nè. Qua rất là to. Lông da rất là nhuyễn nha. Đi. Bò điêu dây nó hơi nhọt cô chú anh chị. Bò Angus này được 7 tháng rồi nha. Có mức giá là 13 triệu nha. 13 triệu em bao ship vòng 100 cây như chú anh chị. 13 triệu. Đông da rất là nhuyễn luôn chú anh chị ơi. Rất tốt luôn. Bò rất tốt nha. Rồi bây giờ cũng như đã cập nhật thông tin cũng như hình ảnh của con bò đực, nữa, con bò cái này rồi. Nếu cô chú anh chị nào có lý thích mua về phát triển kinh tế thà luôn nha. Số điện thoại để trên màn hình. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video tại đây nha. Em xin tạm ngắt chào. Và hẹn lại video tiếp theo nha.